tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung. Sau khi Huân Nhi rời đi, Tiêu Viêm liền quay về phòng, không có nàng ở đây, hắn liền cảm thấy trống vắng. Qua ngày hôm sau, thời cơ tiến vào thiên phần luyện khí tháp cũng đến, mọi người đã có mặt đầy đủ. Tiêu Viêm đến khá muộn, vậy nhưng Liễu Kinh còn đến muộn nhất. Nhìn thấy nam chính, Liễu Kinh liền tỏ thái độ khâm phục, không còn khinh thường như lúc trước nữa. Tiêu Viêm lấy lý do may mắn, tên kia thì cho rằng trong chiến đấu vốn không tồn tại may mắn. Từ giờ trở đi, đối thủ của gã lại có thêm một người rồi. Sau này nếu có thời gian, sẽ đi tìm hắn tỉ thí tiếp. Lời vừa dứt thì Tử Nghiền đã xen vào, có vẻ như cô bé nghĩ rằng Liễu Kinh muốn gây chuyện với Tiêu Viêm nên mỉa mai. Muốn tỉ thí như vậy thì đánh nhau với cô đi. Liễu Kinh chẳng thể nói năng gì được nữa. Ngay sau đó, cánh cửa của thiên phần luyện khí tháp cũng mở ra. Đại trưởng lão đi ra ngoài dẫn mọi người tiến vào trong. Dọc con đường đi có một lớp kết giới phong ấn. Lần trước Tiêu Viêm đến đây hoàn toàn không có. Điều này khiến hắn cũng thắc mắc. Hắn vừa đi vừa quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh. Đại trưởng lão nhắc nhở mọi người theo sát phía sau, không được tách lẻ, không được nhìn bừa bãi, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách. Đi một hồi cũng xuống đến nơi, trước cửa có hai trưởng lão canh chừng. Ngoài trừ có người bảo vệ thì cánh cửa còn có phong ấn. Như vậy xem ra nội viện canh phòng dị hỏa rất nghiêm ngặt. Tiến vào bên trong, hắn liền cảm giác bị thiêu đốt càng mạnh hơn. Ở giữa trung tâm có một cây cột và một cái hồ giống như là đang làm bằng dung nham, liên tục tỏa ra sức nóng. Các trưởng lão rút ra mấy chùm sáng, đây chính là bản nguyên tâm viêm, hàng năm đều phải tốn rất nhiều nhân lực mới có thể thu được số này. Thứ này không có tác dụng quá lớn với người từ đấu vương trở lên, nhưng giới đấu vương lại có tác dụng trải bằng con đường lên đấu hoàng. Cấp bậc đấu vương chính là ranh giới của cường giả trên đại lục. Muốn tấn thăng tới đấu vương là rất khó, nếu không có đủ cơ duyên thì cả đời dừng lại ở đấu linh cũng là có khả năng. Lão nhắc nhở, bản nguyên tâm viêm rèn thể rất là đau đớn, không cẩn thận chút thôi cũng sẽ thất bại, còn tạo thành tổn thương cho cơ thể. Tiêu Viêm muốn hỏi thăm tỷ lệ thành công của năm ngoái là bao nhiêu, đại trưởng lão cho biết đại khái là gần 50% sẽ thất bại. Nếu có người không dám chịu đựng rèn thể thì cứ lên tiếng. Bản nguyên tâm viêm của học viện là vô cùng quý giá, không thể tùy tiện lãng phí. Tuy nhiên tất cả mọi người ở đây lại kiên quyết bằng lòng rèn thể. Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí, quá trình rèn thể nhanh chóng bắt đầu. Từ qua cầu lửa tỏa ra sức mạnh bao phủ xung quanh cơ thể mỗi người, giúp bọn họ tẩy tủy luyện cốt. Trong thời gian các học viên đang tu luyện thì các trưởng lão vẫn ở bên cạnh canh chừng. Lần trước Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, tất cả trưởng lão dày công sửa chữa phong ấn. Kể từ đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại bình tĩnh một cách lạ kỳ, chưa từng xuất hiện chút dao động gì. Đại trưởng lão cảm thấy bất an, nhiều năm qua Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn luôn tấn công phong ấn, bây giờ lại bình tĩnh vô cùng. Trưởng lão trấn an, cho dù tầng phong ấn đầu tiên bị phá thì tầng ngoài của thiên phần luyện khí tháp còn có phong ấn mà lúc trước viện trưởng tự mình bố trí. Tên kia muốn xông phá là không thể nào. Tuy nhiên, đại trưởng lão lại không thể an tâm được. Một khi bị nó đột phá thì cả tòa học viện cũng sẽ bị hủy trong phút chốc. Cái giá như vậy quá lớn, lão yêu cầu phái thêm nhân thủ tuần tra, vừa có động tĩnh gì phải lập tức phát tín hiệu. Lão giao trọng trách canh chừng đám người Tiêu Viêm cho hai trưởng lão, còn bản thân mình thì đi xuống bên dưới tự mình kiểm tra. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Về phía Tiêu Viêm, hắn lúc này cảm giác không chịu nổi nữa, vậy nhưng bản thân lại tự nhủ phải kiên trì cố gắng nên gắng gượng chịu đựng. Trong khi đó, một thanh niên nào đó không chịu được nên ngã ngất xỉu, khá ta lập tức được hai trưởng lão mang ra ngoài chữa trị rồi yêu cầu lùi xuống nghỉ ngơi. Rất nhanh lại có thêm những thành viên khác không chịu được, chỉ còn lại 7 người nữa, bọn họ đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, theo dự tính thì sau đó sẽ không có gì đáng ngại nữa. Lần này số lượng thành công nhiều hơn lần trước nên hai vị trưởng lão cũng vui mừng. Một vị trưởng lão rời đi, dẫn những người thất bại ra ngoài, còn một vị thì ở lại canh chừng. Ở bên dưới, Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên ngòi lên khỏi dòng dung nham, nó khâm lên một tiếng dọa cho đại trưởng lão hoảng sợ. Lão không ngờ rằng tên kia lại trưởng thành đến mức độ này, đã có thể hóa thành hình thể. Nó lập tức lao lên tấn công vào phong ấn, khiến tòa tháp rung lắc kịch liệt. Đại trưởng lão lập tức yêu cầu toàn bộ học viên mau rời khỏi. Tất cả trưởng lão lập tức tới thiên phần luyện khí tháp. Đám người Tiêu Viêm nhanh chóng thức tỉnh, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, nam chính lại còn rất lề mề chân tay nên còn quay đầu lại nhìn, cứ phải để cho trưởng lão nhắc nhở thì mới chịu đi. Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn công kích kịch liệt. Các vị trưởng lão nhanh chóng xuất thủ cố gắng khép lại phong ấn, vậy nhưng chỉ với 3 vị trưởng lão thì khó mà chống đỡ. Những vị trưởng lão khác thì chưa kịp có mặt nên tòa tháp bị hư hại khá nhiều. Tự nhiên vì chạy chậm nhất nên bị bỏ lại phía sau, các ngọn lửa phun trào lên khỏi mặt đất. Tự nhiên nhanh chóng bị ngọn lửa chặn lại, chỉ trong nữa thôi cô bé sẽ bị đốt thành món thịt nướng. May mà Tiêu Viêm quay lại mang cô bé rời đi. Sau nhiều lần công kích thì phong ấn cũng bị phá vỡ. Đại trưởng lão lập tức yêu cầu hai người còn lại rời khỏi tháp.
phải cố gắng giữ vững đạo phòng tuyến cuối cùng, không thể để cho nó thoát ra ngoài. Đám người Tiêu Viêm vừa rời khỏi con đường thì ngọn lửa cũng bùng lên, may mà không có ai bị thương. Hắn bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc vừa định rời khỏi thì tòa tháp lại rung lắc kịch liệt, một ngọn lửa nóng rực nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong lúc này tại Hắc Sắc Vực, Dực Hoàng đặc biệt mời tới mấy cao thủ. Lần lượt là Bàn Lão, Viên Môn Chủ, Phạm Tông Chủ Phạm Lão cùng một lúc mời tới nhiều cao thủ như vậy khiến cho Phạm Lão cũng thắc mắc. Hàn Phong lập tức nói rõ mục đích là muốn nhờ vào bọn họ. Hắn vốn là luyện dược sư, dị hòa là thứ khao khát mà hắn khó mà dứt bỏ. Từ nhiều năm trước, đã nghi ngờ trong nội viện của Già Nam Học Viện có dấu dị hỏa. Hôm nay lần nữa cảm giác được trong nội viện có khí tức bạo động. Vốn dĩ mấy người này còn kiêng kỵ viện trưởng, vậy nhưng bây giờ viện trưởng Già Nam Học Viện đã ra ngoài du ngoạn nhiều năm. Cường giả có thực lực của Già Nam Học Viện vẹn vẹn chỉ có đại trưởng lão Tô Thiên là đấu tông, phó viện trưởng là đấu hoàng. Những người khác đều là đấu vương mà thôi, cho nên không đáng ngại. Chỉ cần trợ giúp hoàn thành, hắn sẽ cho mỗi người hai lời hứa. Lời hứa của lục phẩm đan dược là vô cùng giá trị, đáng để bọn họ liều cái mạng, cho nên cả ba lập tức đồng ý. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào!